Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa cô bác anh chị cùng các bạn đồng nghiệp, cùng quý vị thường xuyên theo dõi kênh Tô Thiết Yến Sàn Dùng Bạc. Và đến giờ này thì chúng tôi đã hoàn thành xong căn nhà Yến này. Căn nhà Yến này tôi trợ duyên bác chủ nhà đã là thường xuyên xem kênh Tô Thiết Yến Sàn Dùng Bạc cách đây hơn một năm. Và bác đã sáng nay tôi đã báo lỗi cho căn nhà Yến này. Mặc dù rất nhiều chim, tương đối là nhiều chim sau khi bác đã hoàn thành sứ mệnh, tức là kỹ thuật đã bỏ đi rồi, kỹ thuật bỏ đi rồi, thì bác loay hoay để bác một mình nên là bác cũng tự tìm hiểu và tự sửa. Thì sau khi bác cũng chọc ngoáy biết thì ra Yến Sào Đồng Vàng. Thế thì sau khi bác xem biết thời gian thì bác cũng làm. Và thực sự đây là cái loa này là của bác làm đấy, và cái loa này cũng của bác làm luôn. Nhưng hôm nay tôi sẽ phải chỉnh một chút xíu, tôi chỉnh hướng, tôi làm lại nhá. Nhưng bác làm thì tương đối là tốt, bác làm nhiều tổ lắm, tương đối lắm. Thì sau một thời gian thì bác thấy tăng chim tăng tổ cũng tương đối tốt, thì nhân cái dịp là bác muốn sửa một căn nhà kia thứ kia, thì hôm nay tôi cũng là căn này thì theo đánh giá thì tôi bác làm được khoảng tầm 7 điểm nó cao lắm ấy nhá. Thì còn thường là các khán giả mà làm trên YouTube xem nào cho tôi làm thì được 5 điểm thôi, tức là làm được khoảng 100 tổ, hơn 100 tổ. Nhưng mà sau 100 tổ hơn 100 tổ thì sau cũng hơn sao mà cũng mãi mời tôi đi xuống để làm trợ giúp, thì tôi cũng làm thôi, không sao cả. Nên quý vị cứ trải nghiệm mà làm, chứng minh rằng là tôi nói đúng, là tôi có cái nghiệp vụ để tôi truyền tải tất cả nội dung cho quý vị. Thì bác ở Hớn Quản nhé, nhà này ở Hớn Quản, Bình Phước. Thì cũng thực sự cáo lỗi với quý vị, thì những quý vị khán giả cũng đã rất là nhiều thời gian xem dõi, theo dõi thì cũng làm, rồi cũng là điện thoại cho tôi, nhưng mà tôi thì phải đi theo từng tuyến, từng khu vực, nên tôi cũng không thể một sớm một chiều đến quý vị được. Thì hôm nay tôi lại về Bình Phước, quê hương của tôi, và tôi trợ giúp, cái này tôi trợ giúp bác với một cái tinh thần tri ân bác với một cái tình cảm, chứ không có vấn đề gì phải là nặng nề về tiền bạc quá nhiều. Căn nhà Yến này là món chất tình nghĩa. Thì sau khi bác làm, bác theo dõi kênh YouTube Yến Sào Dùng Vàng thì cái lỗ này là bác mở nhá, bác mở lỗ này chứ không phải tôi mở đâu. Và tôi cũng là chỉnh nắn lại cái loa cho bác ngày hôm nay thôi. Cái nhà này sáng tôi báo lỗi rồi, và cái loa này thì tôi cũng là người làm lại cho bác. Là loa mới tinh này, mới tinh luôn, thay cho chương trình mới. Cái dàn khí thế này, dàn sáng cái này thì sáng bác làm ngắn lắm, bác làm mất tít trên kia kìa. Lắp sáng này, đây là cái sáng bác làm nó y như thế này này, đấy, y như thế này này. Thì là tôi phải làm cho bác y như thế này, xuống dưới này đấy. Đấy. Thế và đường nó dẫn thì tôi làm, và đường khí thì nó thật sự quý vị, hôm nay tôi làm toàn bộ đường khí lại cho bác này. Đấy, tôi làm lại như thế này. Và tôi làm lại nguyên cái dàn như thế này cho quý vị này. Đấy, tôi cân khí, cân nhiệt lại cho bác. Thì sáng tôi lên nó rất là ngộp. Thì bác cũng theo dõi là bác thấy này, là mở ít ống. Nhưng hôm nay tôi lên thì tôi lại mở nhiều ống. Và thì nó cũng phát triển tốt, tương đối tốt, đánh giá là bác làm tốt. Đấy, loa thì bác cũng theo tôi để làm. Vâng. Nó sẽ không có nhiều. Đây thì lỗ này, cái nào nó dẫn thì tôi phải làm lại cho bác này. Đấy, tôi phải làm lại cho bác cái đường nó dẫn này. Chắn sáng này tôi cũng phải làm lại cho bác luôn, nó dẫn này. Thì gà của nó sáng tôi đã dẹp hết rồi. Và điều đặc biệt nhất đấy là bác sáng bác làm một cái sàn nó đến đây, từ ngoài này ra đây, từ miếng sàn từ đây sang đây, thì tôi đã phải hóa giải ngay. Tôi hóa giải luôn, hóa giải cái trường bác cho chỗ này bác làm một cái đường đi từ đa cảng từ bên này sang bên này, để tôi tháo ra rồi, để bếp tháo đây này, đấy tháo hết rồi đấy, thì tạm cái đường đi này. Thế bên đây thì tôi làm cho bác chắn sáng ở đây, và là chỗ này thì tôi đập thêm, tôi mở rộng thêm rất là nhiều chỗ này này, cho khí nó lên, tôi mở thêm và làm cho bác cái loa ở đây, và tôi chỉnh lại cái loa ở đây cho bác. Thì ngày hôm nay thì thực sự ra là chúng tôi sẽ cố gắng, chúng tôi làm thật tốt cho ngôi nhà Yến này, vì động viên chúng ta được sống, động viên nhau một chút. Bác thì rất là giỏi, rất giỏi, không điện cho tôi mà điện cho tôi khoảng gần 2 tháng rồi, nên mà tôi lên được
Thì chỗ này thì cũng thưa quý vị là tôi, tại sao tôi làm đồng phòng thế này này. Đấy, này mình vùng cái này, khi mà con chim nó đến đây thì nó sẽ, nếu nó va vào thì nó lồng bùng như này, nó không bị va vào cánh nhé. Ở trên đây cái chắn sáng rất là kỹ. Và tôi làm cả một bức tường này cho bác này. Cả bức tường này tôi làm cho bác luôn này. Đấy, tôi làm hết bức tường này cho bác này. Nhà bác tương đối nhiều tổ này. Thì hàng chắn kha, chắn sáng ở đây. Chắn sáng ở đây là tôi chắn xà, tôi chắn khí ở đây. Và chắn sáng ở đây tôi chắn sáng hết cho bác rồi. À, đạt rất là đạt tiêu chuẩn, nhà yến là tuyệt vời luôn. Thì đến giờ này tôi vừa làm xong, tôi bật âm lên một tí, tôi làm lại bộ âm cho bác cùng chim nó về rất là nhiều. Và sáng nay tôi có nói với bác rằng là tôi sẽ tạo một cơn lốc màu da cam cho nhà bác. Thì theo quý vị hôm nay tôi có nào tạo được cơn lốc màu da cam hay không, thì mà quý vị xuống đây tôi bảo âm lên. Thế là tôi hóa giải toàn bộ chỗ này. Trước bác chắn mà đây cái vật liệu ấy, thì bác đã chắn ở đây là một lớp tôn ở đây. Đấy, để chắn sáng dưới kia tôi đã làm, nó xếp vào mặt luôn. Thì tôi đã làm chỗ này, tôi mở biến hóa giải cả chỗ này thành một cái chuồng đảo chim ở đây. Quý vị này, đấy, đảo chim ở đây tôi hóa giải ra. Và tôi dẫn này, thiết kế đường dẫn xuống kia có một cái loa, chỗ này có một cái loa, chỗ này có một cái loa. Đấy, thế thôi, chỗ này nó một cái cửa vào, chỗ kia là cái chuồng đảo chim. Chỗ kia là cái buồng. Và cái nhà này nó ngóc ngách kinh khủng luôn. Đây, nó ngóc này, quý vị, đấy, nó ngóc này. Nó ngóc sang bên này này. Nó ngóc ngách vô cùng luôn. Điều khí rất khó, nhưng mà tôi đã làm được, tôi làm xong rồi. Chỗ này trước nó không có vấn đề chắn sáng đâu. Đây tôi phải làm này, tôi lấy cái bạc này, chờ bác đi mua bạc lâu quá, tôi phải lấy cái này chắn luôn. Đấy, chỗ này tôi chắn sáng luôn này, đấy, chắn sáng luôn này, đấy, chắn sáng lại, hệ thống lại hết đây. Nó dẫn phía trong kia, đấy, dẫn vào đây, dẫn đây, đấy, vào đây, dẫn ở đây, dẫn xin xuống đây, dẫn ở đây. À, dẫn chỗ kia, à, ngóc vách lắm, nhà này ngóc vách lắm. À, đây, hai cái nó dẫn vào đây, nó dẫn bên kia. Đấy là vị trí là tôi đã hóa giải toàn bộ căn nhà yến này theo một cái tư duy logistic và tôi thay kia này, cho nó chìm này. Thế tôi làm rất là thông khí, tôi nhà này tôi điều khí, điều nhiệt, điều ẩm, điều âm là nặng hết đấy. Đấy, âm tôi làm dựa trên cái đèn âm cũ của bác chủ nhà. Thế thôi, tôi là tôi bật âm lên, tôi chỉ. Đấy. Thì tôi hy vọng rằng là tôi sẽ giúp bác, trợ duyên cho bác để bác có một cái nghề, cái duyên của bác sẽ chấp cánh để bước vào nghề làm yến. À, bây giờ tôi sẽ xuống, tôi sẽ quay, và hôm nay tôi sẽ làm nhà bác này hai căn cơ, không phải một căn đâu. Căn này thì tôi trợ giúp cho bác và làm, cũng nói chung là nhà này tôi làm tương đối nhiều việc, rất nhiều việc nhé. Đấy, anh em tôi làm rất là cực, rất là nhiều việc, nhưng mà với cái tinh thần bác học hỏi cao quá nên là tôi phải ngả mũ, tôi chào và tôi phải trợ duyên cho bác, bén duyên. Và cái căn, còn cái căn nhà bên kia thì nó tệ quá, không bác không sửa được nữa, chịu, căn nói bác chịu, nhưng căn này bác ok thì tôi giúp trợ giúp căn này. Với một tinh thần khuyến khích cho bác để bác bén duyên. Còn cái căn bên kia thì nay anh em đang làm rồi, ngày mai chúng tôi sẽ dặm gỗ lại. Và bây giờ tôi sẽ cho quý vị xem là tôi có tạo được cơn lốc màu da cam như lời sáng này tôi nói cho bác không. Ôi trời, hai ông bàn tán cái gì vậy? Năm nay xấu tôi đúng không? Ôi giời ơi, cái gì kia sao nó nhiều chim thế? Ấy trời, hai căn nhá, chứ không một căn đâu. Ôi trời. Đấy. Vâng, ở đây mấy ông này đang tập trung nói xấu tôi đấy. Đấy, mới thấy là chim nó chơi rộng không? Hai căn này bác tự sửa được 6 điểm. Đây là nếu tính ra thời gian căn này bác làm thì thời điểm này lúc làm trước ấy
là chim nó có chim mồi. Sau khi mà bác xem YouTube đấy thì bác tự vận hành đấy là nó đúng khí đúng nhiệt. Nhưng thế này bữa nay bịt nhiều quá nên lại phải nay anh em lại phải điều khí lại, điều nhiệt lại để tạo nên một cái cuộc chơi như này này đấy. Được chưa? Chúng ta tạo một cuộc chơi cho mấy em đó này. À, có phải là đúng 300 mét không? 300 mét bán kính không? Chim chơi đúng không? Mà giờ này mới 4 giờ nhé. Hơn 4 giờ một tí thôi. Mà đúng là nó phải là 6 giờ mới là chim nhà bác mới về nhé. Chim nhà bác chơi lâu lắm rồi. Mới 5 giờ kém 20. Đấy, đã thấy không? Thường thường là dạo này nó về nó phải 5 rưỡi 6 giờ là bác. Vâng, thế mà bây giờ là tôi xuống từ lúc 4 giờ mà. Mà nó là hai căn nha, bác xem ra căn bên kia kìa. Tôi đang căn bên kia nữa kìa. Đấy. Đấy chứ không phải một căn đâu. Nhà này hôm nay vui như chảy hội. Không, con này. Đây cây bưởi đây. Hai căn luôn, hai căn kia này cũng đang vui tưng bừng nhỉ. Ăn kia kỹ thuật là ăn van gỗ quá, ngày mai phải làm thêm gỗ cho bác. Đấy, căn kia cũng tưng bừng khói lửa kìa. Đấy. Thấy không? Căn kia cũng tưng bừng khói lửa, mà căn này cũng tưng khói lửa tưng bừng lại đây. Mình ông này. Hả? Đấy, quý vị thấy à? Không vấn đề gì cả. Miễn mình điều khí tốt bác ạ. Và bên căn bên kia này đang nằm dở, ngày mai mới hoàn thiện được nó cũng ok. Căn kia mai tôi mới quay. Vâng, đây đấy. Bác chủ nhà bảo chứ hôm nay là tôi nhìn thật rồi, tôi không thèm nhìn trên video nữa. Ở đây nó thích gió và bên em trên đồi luôn. Dạ vâng, không sao đấy. Ồ, quá đấy. À, khu vực này thường thường là 5:30 bắt đầu mới có chim về nhé. Ở đây chim đây là đang chim đi ăn, là khu này là khi tôi bật âm điều khí cho nó, điều khí điều nhiệt cho nó, khi nó nảy trên có cái lỗ đấy, cái hơi phân nó ra. Mai bắt cho nhà em chơi bài nào cũng hay. Em thích mẹ con, mẹ đá tay. Bác có nghe thấy đâu mà bác biết là mẹ con. Em nghe rít em đấy. Đấy bên đây nữa cơ kìa. Bên kia bên đây nữa này. Đây bên đây nữa này. Đứng ra đây quan không. Đây, nhà bên này chưa xong. Bên đây em biết. Bên này chưa xong, nhà này chưa xong mà. Hai nhà mà. Đấy. Nhà này này vui như bảo mấy hội. Sao nhà chỗ anh nông kia thì đấy, ôi trời ơi. Nay là nhìn thật nhá, không phải là nhìn trên video tối hai ông bà xem đâu, không phải nhìn trên video mọi hôm nhá. Đấy. Nay là cái hơi phân nó ra ngoài ấy bác. Dạ. Rồi, bên đây nữa này. Đấy. Đây, đấy thấy chưa? Đây, nó sang đây nữa này. Ôi trời đất ơi.